thì tỷ lệ mắc lao chung thì nhận xét là thấy có giảm từ năm 1990 đến 2010 thấy có giảm. Và lao HIV thì đến năm 2010 thì chúng ta thấy có tăng tí xíu. Cái tình hình mà lao kháng thuốc thì thấy nó cũng tăng từ năm 2009 đến 2013 thì thấy nó cũng tăng. Tỷ lệ tử vong thì